Đến cuối tháng 4, toàn tỉnh đã triển khai tích hợp 1.305 dịch vụ công mức độ 3, 4 lên cổng dịch vụ công quốc gia, xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố. Cũng trong tháng 4, tỷ lệ văn bản đi được tạo lập hồ sơ công việc của tỉnh là 89,17%, tỷ lệ văn bản đi được ký số hoàn toàn đạt 88,91%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh là 1.598 dịch vụ trên 1.950 thủ tục hành chính, đạt 82%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 4 là trên 14.700 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt 56,7% so với tổng số hồ sơ thủ tục hành chính. Về hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, trong tháng 4 có 824 hồ sơ được tiếp nhận.